Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 12 phẩm song yếu. Chân thật, biết chân thật. Không chân, biết không chân. Chúng đạt được chân thật. Do tránh tư duy, tránh hạnh. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Giới thiệu bài kệ và ý nghĩa của chân thật trong cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên đối diện với những tình huống cần phải lựa chọn giữa sự chân thật và những điều không thật. Đôi khi, vì muốn đạt được lợi ích trước mắt, vì áp lực xã hội, hoặc vì lòng tham, con người dễ sa vào con đường gian dối, dẫn đến những hệ lụy không lường trước. Bài kệ, chân thật, biết chân thật, không chân, biết không chân, chúng đạt được chân thật, do tránh tư duy, tránh hạnh, là một lời nhắc nhở vô cùng giá trị, giúp ta hiểu rõ tầm quan trọng của việc sống chân thật và có tư duy đúng đắn trong mọi hành động. Chân thật không chỉ là sự minh bạch trong lời nói, mà còn là nhận thức đúng đắn về bản chất của mọi sự vật, sự việc. Điều này nghĩa là chúng ta không chỉ đơn thuần tin vào những gì thấy trước mắt, mà còn phải đào sâu vào bên trong để nhận ra cái thật ẩn sau lớp vỏ ngoài. Chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ chân lý của mọi thứ, chúng ta mới có thể sống trong bình an và tự tại. Ý nghĩa của bài kệ. Bài kệ này đặt ra hai khái niệm song song, chân thật và không chân thật. Để đạt được sự chân thật, con người phải biết phân biệt giữa cái thật và cái không thật. Đó không chỉ là vấn đề của sự thật hiển nhiên mà còn liên quan đến cách mà chúng ta tư duy và hành động. Chỉ khi nào chúng ta có tư duy đúng đắn và hành động đúng đắn, chúng ta mới có thể đạt được sự thật và từ đó dẫn đến một cuộc sống an lành. Ví dụ như khi chúng ta đối diện với tin tức hàng ngày, không phải tin nào cũng đúng. Trong thời đại số hóa, thông tin sai lệch, tin giả, fake news dễ dàng lan truyền và làm cho chúng ta mất đi khả năng phân biệt đúng sai. Nếu chúng ta không có tư duy phê phán và chánh niệm, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của thông tin sai lạc. Do đó, việc duy trì tránh tư duy là vô cùng quan trọng để tránh rơi vào cái bẫy của những điều không thật. Liên hệ với cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta gặp phải những tình huống mà việc gian dối, không thành thật có vẻ là một con đường dễ dàng hơn. Ví dụ, một người có thể chọn cách nói dối để không phải chịu trách nhiệm về một sai lầm nào đó, hoặc một doanh nghiệp có thể dùng thủ đoạn để đạt lợi ích tài chính. Nhưng những hành động không thật ấy thường mang lại những hậu quả tiêu cực về lâu dài. Khi sự thật bị bóp méo, chúng ta đánh mất niềm tin từ người khác và cũng đánh mất sự bình an trong chính tâm hồn mình. Một ví dụ rất phổ biến trong đời sống hàng ngày là sự không trung thực trong các mối quan hệ. Khi một người không chân thật với bạn bè, gia đình hoặc đối tác, mối quan hệ đó sẽ dần dần bị phá vỡ. Một người bạn nói dối chỉ để che giấu lỗi lầm, hoặc một người vợ chồng không thành thật trong những quyết định lớn, sẽ dẫn đến mất niềm tin và cuối cùng là sự tan vỡ của mối quan hệ. Sống chân thật không chỉ mang lại sự tôn trọng từ người khác mà còn giúp chúng ta sống thoải mái hơn với chính mình. Một người trung thực không phải lo lắng về việc bị lộ ra những điều giấu giếm, không phải chịu áp lực về những lời nói dối chồng chất. Sống trong sự chân thật giúp tâm hồn được tự do, không bị gò bó bởi những ràng buộc do chính mình tạo ra. Tư duy đúng đắn dẫn đến hành động đúng đắn. Như bài kệ đã nói, tránh tư duy và tránh hạnh là hai yếu tố không thể thiếu để đạt được sự chân thật. Tránh tư duy là khả năng suy nghĩ đúng đắn, hiểu rõ bản chất của sự việc và không bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài. Khi tư duy đúng, chúng ta có thể phân biệt được giữa điều đúng và sai, giữa cái thật và cái giả. Ví dụ, trong công việc, khi đối diện với một quyết định khó khăn, một người có tư duy chân thật sẽ không để lợi ích cá nhân làm mờ mắt. Họ sẽ phân tích kỹ lưỡng và đưa ra quyết định dựa trên lợi ích chung, chứ không phải chỉ vì những mong muốn cá nhân ngắn hạn. Điều này giúp họ đạt được sự tôn trọng từ đồng nghiệp và đối tác, từ đó xây dựng được mối quan hệ lâu dài và bền vững. Khi tư duy đã đúng đắn, hành động sẽ tự nhiên theo đúng. Chúng ta sẽ hành xử một cách chân thật, không chỉ trong lời nói mà còn trong cách chúng ta đối xử với mọi người xung quanh. Chánh hạnh là hành động dựa trên tư duy chân thật, không bị chi phối bởi lòng tham,
sân hận hay si mê. Một người có chánh hạnh không chỉ sống đúng với bản thân mà còn mang lại lợi ích cho những người xung quanh. Kết nối giữa chân thật và sự tự do. Sống chân thật không chỉ giúp chúng ta trở nên trung thực với người khác mà còn giúp chúng ta giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc của sự dối trá và lòng tham. Khi chúng ta không phải che giấu điều gì, không phải dối gạt ai, tâm trí chúng ta trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Đó là một dạng tự do nội tâm mà chỉ những ai sống đúng với sự thật mới có thể trải nghiệm. Một câu chuyện minh họa cho điều này là câu chuyện về một nhà kinh doanh thành công nhưng quyết định từ bỏ những mưu mẹo gian lận trong kinh doanh để sống một cuộc đời đơn giản và chân thật. Ban đầu, anh ta cảm thấy việc sống chân thật khiến anh mất đi một số lợi ích, nhưng theo thời gian, anh ta nhận ra rằng cuộc sống của mình trở nên an bình hơn. Anh không còn lo lắng về những hậu quả của việc lừa dối và có thể tập trung vào việc xây dựng một doanh nghiệp bền vững dựa trên niềm tin của khách hàng. Sự tự do nội tâm đến từ việc sống chân thật, khi không bị vướng bận bởi những điều giả dối, giúp chúng ta sống một cuộc sống đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa. Đó là sự an lạc từ bên trong, một sự giải thoát mà không có tiền bạc hay quyền lực nào có thể mang lại. Chân thật là cốt lõi của một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Khi chúng ta biết phân biệt giữa điều thật và giả, giữa sự đúng đắn và sai lầm, chúng ta có thể sống một cuộc đời đầy đủ ý nghĩa và tự do. Bài kệ, chân thật, biết chân thật, không chân, biết không chân, nhắc nhở chúng ta rằng sự chân thật không chỉ là một giá trị đạo đức, mà còn là một công cụ giúp chúng ta đạt được sự bình yên và tự do nội tâm. Chân thật là gì? Hiểu biết và nhận thức đúng đắn. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta luôn đối mặt với những khái niệm về sự thật, lòng trung thực và sự minh bạch. Nhưng chân thật thực sự có nghĩa là gì? Từ góc độ Phật giáo, chân thật không chỉ là việc chúng ta nói thật, mà còn là sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của mọi thứ trong cuộc sống, và nhận thức về những điều không thật một cách rõ ràng. Đây là nền tảng để chúng ta có thể suy nghĩ đúng đắn, tránh tư duy, và hành động theo đạo lý chánh hạnh. Chân thật không chỉ dừng lại ở những điều chúng ta thấy, nghe, mà nó còn liên quan đến những giá trị nội tại sâu thẳm trong lòng mỗi người. Đó là sự hiểu biết, nhận thức đúng đắn về cuộc sống và con người xung quanh. Trong bài kệ từ phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy rằng, chân thật, không chân, biết không chân. Điều này nhắc nhở chúng ta cần phải nhận diện sự thật, hiểu rõ điều gì là thật và điều gì là không thật, tránh bị lừa dối bởi những điều giả dối xung quanh. Tại sao nhận thức chân thật quan trọng? Trong xã hội hiện đại, thông tin tràn ngập khắp nơi. Chúng ta không chỉ nhận thông tin từ sách báo, truyền hình, mà còn từ mạng xã hội và Internet. Tuy nhiên, không phải tất cả những thông tin mà chúng ta tiếp nhận đều chính xác. Khi thiếu khả năng phân biệt giữa chân thật và không chân, chúng ta dễ bị cuốn vào những tư tưởng sai lầm, thậm chí trở thành nạn nhân của sự dối trá. Ví dụ, một người bạn của chúng ta có thể nói rằng họ đã nhìn thấy điều gì đó trên mạng và tin rằng đó là sự thật. Nhưng thực tế, đó có thể là thông tin không đúng hoặc thậm chí là tin giả. Nếu chúng ta không kiểm chứng lại thông tin, dễ dàng tin vào điều không thật, thì chúng ta đã vô tình đưa chính mình vào con đường sai lầm. Trong kinh nghiệm hàng ngày, chân thật không chỉ là việc nói thật, mà còn là việc có được một cái nhìn sáng suốt về mọi sự việc, từ đó đưa ra quyết định chính xác. Một người sống với sự chân thật là người biết tự vấn lương tâm, tự hỏi bản thân liệu điều mình nghĩ, nói, hay làm có thực sự phản ánh đúng sự thật hay không. Chân thật trong mối quan hệ cá nhân. Chân thật không chỉ liên quan đến bản thân mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến các mối quan hệ của chúng ta. Khi chúng ta sống chân thật, chúng ta sẽ tạo ra sự tin tưởng trong mối quan hệ với người khác. Hãy tưởng tượng bạn có một người bạn mà bạn luôn nghi ngờ họ nói dối hoặc không nói rõ sự thật. Mối quan hệ đó sẽ khó lòng phát triển bền vững nếu sự chân thật không tồn tại. Một ví dụ điển hình trong cuộc sống hàng ngày là mối quan hệ vợ chồng. Khi một trong hai người không chân thật, giấu giếm điều gì đó, điều này sẽ làm mất đi niềm tin và có thể dẫn đến xung đột, căng thẳng. Một câu chuyện từ thực tế cho thấy, có một cặp vợ chồng luôn tranh cãi về tài chính. Người vợ thường giấu chồng việc chi tiêu của mình, khiến mối quan hệ của họ trở nên lạnh nhạt. Cuối cùng, khi sự thật được phơi bày, niềm tin đã bị tổn thương sâu sắc và khó có thể hàn gắn. Ngược lại, những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng của sự chân thật, trung thực sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ và lâu bền.
Sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau không chỉ giúp duy trì hòa bình, mà còn giúp tạo ra sự hỗ trợ, cảm thông và đồng hành trong cuộc sống. Nhận biết, không chân, trong cuộc sống. Sự thật luôn tồn tại, nhưng cùng lúc đó, những điều không thật cũng hiện diện khắp nơi. Chúng có thể là những tin đồn, thông tin sai lệch hoặc những điều không dựa trên thực tế. Việc nhận biết và phân biệt giữa chân thật và không chân là một kỹ năng quan trọng để chúng ta không bị cuốn theo những ảo tưởng hoặc những điều tiêu cực trong cuộc sống. Hãy thử nghĩ về một tình huống mà bạn đã từng bị hiểu nhầm vì một thông tin sai lệch. Có lẽ ai đó đã nghe một câu chuyện về bạn từ một nguồn không chính xác và tin rằng đó là sự thật. Khi sự thật chưa được làm rõ, những hiểu lầm này có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như mất lòng tin, thậm chí là phá vỡ mối quan hệ. Để tránh những tình huống như vậy, chúng ta cần rèn luyện khả năng nhận biết không chân, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tin tưởng vào điều gì đó. Ví dụ khác trong xã hội hiện đại là việc chọn lựa các sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhiều người mua sắm online, và có những sản phẩm quảng cáo rầm rộ nhưng không đảm bảo chất lượng thực sự. Nếu không có khả năng phân biệt giữa quảng cáo quá đà và giá trị thực của sản phẩm, chúng ta có thể bị lừa mua những món hàng kém chất lượng. Làm thế nào để đạt được nhận thức đúng đắn? Để sống chân thật, trước tiên chúng ta cần phải có khả năng phân biệt giữa chân thật và không chân. Điều này đòi hỏi chúng ta phải rèn luyện tâm trí, không chỉ đơn giản là kiểm tra sự thật mà còn là việc nhìn sâu hơn vào bản chất của sự việc. Trong bát chánh đạo, chánh tư duy và chánh kiến giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về thực tại, không bị ảnh hưởng bởi ảo tưởng hay những thứ bề ngoài. Một cách hiệu quả để đạt được nhận thức đúng đắn là luôn duy trì sự tò mò và không ngừng học hỏi. Khi chúng ta tiếp nhận một thông tin, thay vì chấp nhận ngay lập tức, chúng ta cần phải đặt câu hỏi, kiểm chứng và suy nghĩ kỹ lưỡng. Hãy lấy ví dụ về việc chúng ta thường xuyên đối mặt với các bài viết trên mạng xã hội. Để tránh bị cuốn vào thông tin sai lệch, chúng ta cần phải kiểm tra nguồn gốc của thông tin, đặt câu hỏi liệu tác giả có phải là người đáng tin cậy hay không, và thậm chí tìm thêm các nguồn khác để đối chiếu. Bên cạnh đó, thực hành thiền định cũng là một phương pháp mạnh mẽ giúp chúng ta làm sáng tỏ tâm trí, giúp tập trung vào hiện tại và nhận biết rõ hơn về sự thật. Thiền định không chỉ giúp chúng ta cảm thấy bình tĩnh mà còn giúp phát triển khả năng nhìn nhận rõ ràng về các tình huống trong cuộc sống, từ đó giúp chúng ta suy nghĩ và hành động một cách sáng suốt hơn. Chân thật là một giá trị cốt lõi mà mỗi người cần rèn luyện và giữ vững trong cuộc sống. Nó không chỉ giúp chúng ta sống trung thực với bản thân mà còn xây dựng mối quan hệ chân thành với người khác. Khi chúng ta biết nhận thức đúng đắn về chân thật và không chân, chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn trong mọi quyết định, từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày đến những quyết định lớn trong cuộc đời. Chân thật là kim chỉ nam giúp chúng ta hướng tới cuộc sống bình yên, an lạc. Khi chúng ta biết tôn trọng sự thật và hành động đúng đắn, chúng ta sẽ đạt được sự tự do nội tâm, không bị ràng buộc bởi những thứ ảo tưởng hoặc dối trá. Hãy luôn nhớ rằng, sự thật dù khó khăn đến đâu cũng mang lại giá trị lâu dài, và sự chân thật trong tư duy, lời nói và hành động sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn đến sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Chánh tư duy làm sao để duy trì nhận thức đúng đắn? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đối mặt với vô vàn quyết định, suy nghĩ và cảm xúc. Từ những chuyện nhỏ nhặt như chọn mua một món đồ đến những vấn đề quan trọng hơn như xử lý mối quan hệ trong gia đình, công việc hay xã hội, tất cả đều đòi hỏi chúng ta phải có một tư duy đúng đắn. Chánh tư duy, theo giáo lý nhà Phật, là một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng ta đưa ra những quyết định hợp lý, hướng đến điều thiện và tránh xa những điều xấu. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng khám phá cách làm sao để duy trì chánh tư duy trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chánh tư duy sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Chánh tư duy không phải chỉ là việc giữ cho mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà còn là việc duy trì sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều khi chúng ta bị cuốn vào những cảm xúc tức giận, ganh tị hay buồn phiền mà quên đi việc nhìn nhận mọi vấn đề từ một góc độ hợp lý và khách quan. Khi chúng ta để cảm xúc chi phối, tư duy trở nên méo mó, khiến cho những quyết định hay hành động của chúng ta không còn chính xác. Ví dụ, hãy tưởng tượng một tình huống khi bạn bị ai đó chỉ trích một cách không công bằng tại nơi làm việc. Nếu bạn để sự tức giận dẫn dắt suy nghĩ của mình, có thể bạn sẽ phản ứng một cách thiếu khôn ngoan, gây ra mâu thuẫn và xung đột. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng chánh tư duy,
bạn sẽ nhận ra rằng phản ứng tức thời không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Bạn có thể ngồi lại, suy nghĩ xem liệu sự chỉ trích đó có mang tính xây dựng hay không, từ đó tìm ra cách ứng xử khôn ngoan hơn. Đây chính là sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí mà tránh tư duy đòi hỏi. Lắng nghe bản thân và tránh những suy nghĩ tiêu cực. Một trong những bước quan trọng của tránh tư duy là việc lắng nghe và nhận diện những suy nghĩ của chính mình. Đôi khi, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không nhận ra rằng bản thân đang có những suy nghĩ tiêu cực hoặc không chính xác. Những suy nghĩ này có thể đến từ các áp lực xã hội, công việc hoặc gia đình, và nếu không biết nhận diện, chúng sẽ âm thầm ảnh hưởng đến các quyết định và hành động của chúng ta. Chẳng hạn, nhiều người thường bị mắc kẹt trong những suy nghĩ tự ti, như tôi không đủ giỏi, hay tôi không xứng đáng được hạnh phúc. Đây là những suy nghĩ tiêu cực, không phản ánh đúng sự thật về bản thân, nhưng chúng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho tâm lý và cuộc sống của mỗi người. Nếu bạn không nhận diện được những suy nghĩ này và để chúng lấn át, chúng sẽ dẫn đến những hành động tiêu cực, ví dụ như từ bỏ các cơ hội trong công việc hay từ chối các mối quan hệ tốt đẹp. Tránh tư duy yêu cầu chúng ta phải tập trung vào việc nhận biết những suy nghĩ tiêu cực đó và thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực, thực tế hơn. Điều này không có nghĩa là ta phải lạc quan một cách vô lý, mà là ta cần phải nhìn nhận rõ ràng về chính mình và mọi thứ xung quanh. Khi bạn hiểu rằng những suy nghĩ tiêu cực không phải lúc nào cũng đúng, bạn sẽ có khả năng vượt qua chúng và hướng đến những quyết định tích cực hơn. Thực hành tránh tư duy trong mối quan hệ. Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của tránh tư duy là trong các mối quan hệ của chúng ta từ gia đình, bạn bè cho đến đồng nghiệp và xã hội. Mối quan hệ không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, sự hiểu lầm hay thậm chí là những xung đột lớn. Tuy nhiên, khi áp dụng tránh tư duy, chúng ta có thể tìm cách giải quyết mọi vấn đề một cách sáng suốt hơn, mà không để cho những cảm xúc nhất thời dẫn dắt. Giả sử bạn có một mâu thuẫn với một người bạn thân. Người đó có thể đã làm điều gì đó khiến bạn tổn thương, và bạn cảm thấy rất tức giận. Trong tình huống này, nếu không kiểm soát được suy nghĩ, bạn có thể dễ dàng để sự tức giận ấy lấn át và dẫn đến việc nói những lời gây tổn thương ngược lại. Tuy nhiên, khi thực hành tránh tư duy, bạn sẽ có khả năng suy nghĩ lại tình huống, nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, và có thể nhận ra rằng sự hiểu lầm giữa hai người chỉ là một phần của vấn đề. Thay vì phản ứng ngay lập tức, bạn có thể chọn cách trao đổi bình tĩnh với người bạn của mình để giải quyết mâu thuẫn. Trong một thế giới nơi mọi người đều có thể dễ dàng tổn thương nhau, việc duy trì tránh tư duy giúp chúng ta tìm ra những giải pháp hòa bình và tránh làm tổn thương chính mình và người khác. Tránh tư duy trong công việc và sự nghiệp. Áp dụng tránh tư duy không chỉ quan trọng trong các mối quan hệ cá nhân, mà còn trong công việc và sự nghiệp. Công việc hàng ngày có thể mang lại nhiều áp lực và căng thẳng, từ các mục tiêu doanh số cho đến việc quản lý thời gian. Nếu không thực hành tránh tư duy, những suy nghĩ tiêu cực có thể dễ dàng làm giảm hiệu quả công việc và ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Ví dụ, một người nhân viên có thể gặp khó khăn khi không đạt được mục tiêu doanh số trong tháng. Nếu để tư duy tiêu cực chi phối, người đó có thể nghĩ rằng mình không đủ khả năng, dẫn đến việc từ bỏ nỗ lực và chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, nếu thực hành tránh tư duy, họ có thể nhận ra rằng mỗi thất bại đều là cơ hội học hỏi, và điều quan trọng là phải điều chỉnh chiến lược và tiếp tục nỗ lực. Họ sẽ nhìn nhận khó khăn một cách tích cực hơn và phát triển tư duy vượt qua trở ngại. Tự kiểm soát và kiên nhẫn trong tránh tư duy. Một yếu tố không thể thiếu của tránh tư duy là khả năng tự kiểm soát và kiên nhẫn. Trong một thế giới mà mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhiều người bị cuốn theo sự hối hả của cuộc sống mà quên đi việc cần phải giữ cho tâm trí ổn định và kiên nhẫn. Thực hành tránh tư duy đòi hỏi bạn phải kiểm soát được bản thân trước mọi tình huống, không vội vã đưa ra quyết định hoặc phản ứng mà không cân nhắc kỹ lưỡng. Ví dụ, khi đối mặt với một dự án đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, rất nhiều người có xu hướng nản lòng khi gặp phải khó khăn hoặc không thấy kết quả ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn biết duy trì tránh tư duy và kiên nhẫn, bạn sẽ hiểu rằng quá trình quan trọng hơn kết quả, và thành công chỉ đến với những ai không bỏ cuộc. Kiên nhẫn trong tránh tư duy giúp bạn duy trì động lực và sự tự tin, không bị lung lay bởi những khó khăn tạm thời. Tránh tư duy nền tảng của sự tự do tâm trí. Tránh tư duy không chỉ là một phương pháp để giải quyết những vấn đề hàng ngày mà còn là nền tảng để con người đạt được sự tự do tâm trí. Khi bạn biết cách kiểm soát và duy trì tư duy đúng đắn,
bạn sẽ không bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực hay những suy nghĩ lệch lạc. Điều này giúp bạn không chỉ sống một cuộc đời an lạc hơn mà còn đạt được sự tự do trong tâm trí, sự tự do không bị giam cầm bởi những định kiến hay áp lực xã hội. Thực hành chánh tư duy là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉnh táo trong mọi hành động và suy nghĩ. Tuy nhiên, khi bạn đã thành thạo, bạn sẽ nhận ra rằng tư duy đúng đắn không chỉ mang lại hạnh phúc cho chính bạn mà còn cho những người xung quanh, tạo nên một cuộc sống hòa hợp và ý nghĩa hơn. Chánh hạnh hành động theo đúng với chân thật. Chúng ta thường nghĩ rằng suy nghĩ đúng đắn là đủ để đạt được sự bình yên và hạnh phúc, nhưng nếu chỉ dừng lại ở tư duy mà không chuyển thành hành động, thì điều đó vẫn chưa trọn vẹn. Chánh hạnh, tức hành động đúng đắn, là bước tiếp theo sau chánh tư duy, đưa những suy nghĩ đúng đắn trở thành thực tế trong đời sống hàng ngày. Đây là phần không thể thiếu trong con đường dẫn đến sự an lạc, bởi hành động chính là cách mà chúng ta tương tác với thế giới xung quanh và thể hiện bản thân. Một trong những cách hiểu chánh hạnh đơn giản nhất là sống đúng với sự thật mà mình đã nhận ra. Khi ta đã hiểu đâu là đúng, đâu là sai, hành động của ta phải đi đôi với sự hiểu biết ấy. Điều này không chỉ áp dụng trong những quyết định lớn, mà còn thể hiện qua những việc nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, từ cách ta giao tiếp với người khác đến những việc làm đơn giản như cách ta đối xử với môi trường. Sự trung thực và trách nhiệm trong hành động. Một phần quan trọng của chánh hạnh là trung thực, sống thật với chính mình và người khác. Sự trung thực không chỉ là việc nói sự thật mà còn là việc thể hiện đúng những điều mình tin tưởng và suy nghĩ. Nhiều khi, chúng ta rơi vào trạng thái mâu thuẫn khi nhận ra điều gì đó là đúng nhưng lại hành động ngược lại, vì sợ hãi hoặc do ảnh hưởng từ ngoại cảnh. Điều này không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn làm cho chính bản thân cảm thấy bất an. Ví dụ, trong công việc, nếu một người biết rằng có một quyết định nào đó không phù hợp hoặc gây hại, nhưng lại không dám lên tiếng vì lo sợ mất đi vị trí hoặc lòng tin của đồng nghiệp, thì đó là sự thiếu chánh hạnh. Ngược lại, một người dám đối diện với sự thật và hành động dựa trên niềm tin vào sự thật ấy, dù có gặp khó khăn trước mắt, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn về lâu dài. Khi hành động của chúng ta trung thực và có trách nhiệm, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tự do nội tâm, bởi không phải lo sợ về những điều mình che giấu hay sai trái. Lòng từ bi trong hành động. Chánh hạnh không chỉ là hành động trung thực mà còn là hành động với lòng từ bi. Từ bi, hay lòng nhân ái, là một yếu tố không thể thiếu trong mọi hành động đúng đắn. Khi hành động dựa trên lòng từ bi, ta không chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà còn cân nhắc đến lợi ích của những người xung quanh. Ví dụ, trong một gia đình, nếu người cha hay người mẹ chỉ hành động theo ý muốn cá nhân, không quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của con cái, thì đó không phải là hành động đúng đắn, dù có thể ý định ban đầu là muốn điều tốt cho con. Nhưng nếu họ hành động với sự quan tâm, lắng nghe con cái, đồng thời vẫn giữ nguyên tắc đúng đắn, thì đó mới là hành động kết hợp giữa chánh hạnh và từ bi. Trong xã hội hiện đại, nhiều khi chúng ta bị cuốn theo những giá trị vật chất và lợi ích cá nhân mà quên mất rằng hành động của mình có thể ảnh hưởng đến người khác. Hành động với lòng từ bi giúp ta luôn cân nhắc kỹ trước khi làm một việc gì đó, đảm bảo rằng việc làm của mình không gây tổn hại đến người khác, và nếu có thể, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng. Sự kiên định trong chánh hạnh. Chánh hạnh đòi hỏi sự kiên định và vững vàng. Trong một thế giới luôn thay đổi, nơi mà áp lực từ bên ngoài có thể dễ dàng làm lung lay quyết định của chúng ta, việc giữ vững nguyên tắc đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sự kiên định là khả năng bám trụ vào những gì mình tin tưởng là đúng, dù có phải đối diện với khó khăn hay thử thách. Có những tình huống mà chúng ta sẽ bị thử thách về lòng kiên định. Ví dụ, trong môi trường làm việc, có thể bạn sẽ gặp những cám dỗ về việc làm điều không đúng để đạt được lợi ích cá nhân nhanh chóng. Hoặc trong một mối quan hệ, bạn có thể sẽ bị cuốn vào những cảm xúc tức giận hoặc ghen tị và muốn hành động theo cảm xúc ấy. Tuy nhiên, nếu bạn đã nhận ra điều gì là đúng và kiên định với điều đó, bạn sẽ không bị lạc lối. Một câu chuyện đơn giản về kiên định trong chánh hạnh là câu chuyện của một người nông dân trung thực. Dù gặp khó khăn về tài chính, người nông dân này vẫn không chấp nhận lời đề nghị bán đất với giá rẻ mạt cho những kẻ lừa đảo. Thay vào đó, ông kiên định giữ gìn mảnh đất tổ tiên để lại và tiếp tục canh tác với niềm tin rằng sự thật sẽ thắng thế. Và rồi, nhờ sự kiên định đó, ông nhận được sự giúp đỡ từ những người tử tế, giúp gia đình ông vượt qua khó khăn. Điều này cho thấy rằng,
khi ta kiên định trong chánh hạnh, cuối cùng chúng ta sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Tác động của chánh hạnh đến người khác. Chánh hạnh không chỉ mang lại lợi ích cho chính bản thân mà còn có tác động sâu rộng đến người xung quanh. Khi ta sống đúng đắn, trung thực, và có lòng từ bi, những hành động của ta sẽ trở thành tấm gương cho người khác noi theo. Điều này có thể thấy rõ trong mối quan hệ gia đình, công việc, và xã hội. Ví dụ, trong một tổ chức, nếu lãnh đạo luôn hành động dựa trên sự thật và chánh hạnh, những nhân viên sẽ cảm thấy an tâm và tôn trọng, từ đó tạo ra một môi trường làm việc tích cực. Ngược lại, nếu lãnh đạo chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, lừa dối và làm điều sai trái, tổ chức đó sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn, không có sự tin tưởng lẫn nhau. Trong xã hội, chánh hạnh còn giúp xây dựng niềm tin giữa con người với nhau. Khi mọi người đều hành động với lòng trung thực và từ bi, những mâu thuẫn, xung đột sẽ giảm đi, nhường chỗ cho sự hợp tác và cùng nhau phát triển. Chánh hạnh và sự bình yên nội tâm. Cuối cùng, chánh hạnh mang lại sự bình yên cho chính tâm hồn của chúng ta. Khi ta hành động đúng đắn, không phải che giấu hay lo lắng về hậu quả của những việc làm sai trái, tâm trí sẽ luôn an lạc. Ngược lại, khi chúng ta làm điều sai, dù có thể đạt được lợi ích trước mắt, nhưng tâm trí sẽ không bao giờ thật sự bình yên. Những lo lắng, sợ hãi về việc bị phát hiện, cảm giác tội lỗi sẽ luôn đeo bám. Bình yên nội tâm không phải là điều có thể mua được hay đạt được bằng cách tránh né trách nhiệm. Nó chỉ có thể đến từ việc hành động đúng đắn, từ sự trung thực và lòng từ bi trong mọi việc chúng ta làm. Đây chính là phần thưởng quý giá nhất của chánh hạnh, không chỉ là sự tôn trọng từ người khác, mà còn là sự thanh thản trong tâm hồn. Chánh hạnh là một phần quan trọng trong con đường dẫn đến sự an lạc và hạnh phúc. Nó đòi hỏi chúng ta phải sống trung thực, từ bi, kiên định, và có trách nhiệm với chính mình và người khác. Khi hành động dựa trên những nguyên tắc này, ta không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mọi người đều sống trong sự tôn trọng và lòng nhân ái. Chân thật và sự tự do nội tâm. Chân thật là một giá trị không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng có bao nhiêu người thực sự sống đúng với sự thật? Trong xã hội hiện đại, nơi mà chúng ta dễ bị cuốn vào những đòi hỏi vật chất, danh vọng, và sự đánh giá của người khác, sống chân thật trở thành một thử thách lớn. Để tìm thấy sự bình yên thực sự, con người cần nhận ra giá trị của chân thật và thực hành nó hàng ngày. Bài kệ, chân thật, biết chân thật, không chân, biết không chân, chúng đạt được chân thật, do chánh tư duy, chánh hạnh, dạy chúng ta rằng sự chân thật không chỉ là nhận biết đúng sai, mà còn là sự thực hành chánh tư duy và chánh hạnh để đạt được cuộc sống an lạc. Chân thật trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường nghĩ đến chân thật dưới hình thức đơn giản, không nói dối, không gian lận. Nhưng chân thật sâu xa hơn là việc sống đúng với chính mình, không giả tạo, không làm điều gì trái với lương tâm. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về bản thân, từ suy nghĩ đến hành động. Một người luôn theo đuổi danh lợi, nhưng không thực sự biết mình muốn gì, sẽ mãi mãi bị cuốn vào dòng chảy của xã hội mà không tìm được sự an lạc. Họ có thể thành công về mặt vật chất, nhưng luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Trong khi đó, người sống đúng với chân thật, luôn biết rõ bản thân và nhu cầu thực sự của mình, sẽ cảm nhận được sự hài lòng từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống. Chẳng hạn, một nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm từ tình yêu nghệ thuật sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều so với người tạo ra nghệ thuật chỉ vì tiền bạc hay sự nổi tiếng. Chân thật mang lại tự do. Sự chân thật giúp con người thoát khỏi những áp lực không cần thiết. Khi chúng ta sống đúng với sự thật, chúng ta không cần phải che giấu, lo lắng về việc bị phát hiện hay phán xét. Điều này tạo ra sự tự do tinh thần, cho phép chúng ta sống một cách nhẹ nhàng và thanh thản. Lấy ví dụ từ câu chuyện của một người đàn ông kinh doanh trung thực. Khi nhiều đối thủ của anh lựa chọn cách gian lận để đạt được lợi nhuận nhanh chóng, anh vẫn giữ nguyên tắc làm ăn trung thực. Ban đầu, anh gặp không ít khó khăn, nhưng dần dần, danh tiếng về sự đáng tin cậy và trung thực của anh lan truyền. Khách hàng trung thành với anh không chỉ vì sản phẩm tốt mà còn vì họ tin tưởng vào con người của anh. Điều này không chỉ giúp anh thành công lâu dài mà còn mang lại sự tự do nội tâm, không bị ràng buộc bởi lo lắng về hậu quả của những hành vi không chân thật. Sức mạnh của chánh tư duy và chánh hạnh. Để đạt được sự chân thật, chúng ta cần có chánh tư duy và chánh hạnh. Chánh tư duy là việc suy nghĩ đúng đắn, không bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực hay những định kiến sai lầm.
Chánh hạnh là hành động dựa trên suy nghĩ đúng đắn, đảm bảo rằng mọi việc chúng ta làm đều dựa trên nguyên tắc đạo đức và lòng chân thật. Ví dụ, khi gặp một tình huống khó khăn tại nơi làm việc, thay vì nhanh chóng trách móc đồng nghiệp hay tìm cách đổ lỗi cho người khác, hãy dừng lại và suy nghĩ một cách tránh tư duy, điều gì thực sự xảy ra. Lỗi là ở đâu và chúng ta có thể làm gì để sửa chữa. Khi tư duy đúng đắn dẫn dắt hành động, chúng ta sẽ không chỉ giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả mà còn tránh được những mâu thuẫn không cần thiết. Chánh hạnh cũng là việc luôn hành động theo đúng lương tâm, dù trong hoàn cảnh nào. Ví dụ, trong mối quan hệ gia đình, chánh hạnh là việc chúng ta luôn hành động với tình yêu thương và sự tôn trọng, không để sự nóng giận hay thất vọng dẫn dắt hành vi của mình. Điều này giúp duy trì sự hòa hợp và an lạc trong gia đình, dù có gặp bất kỳ khó khăn nào. Chân thật giúp xây dựng mối quan hệ bền vững. Mọi mối quan hệ, dù là gia đình, bạn bè, hay công việc, đều cần dựa trên sự chân thật. Khi chúng ta sống chân thật, người khác sẽ cảm nhận được điều đó và tin tưởng vào chúng ta. Mối quan hệ được xây dựng trên sự tin tưởng sẽ bền vững và lâu dài. Hãy tưởng tượng về một mối quan hệ giữa hai người bạn. Một người luôn chân thật, luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành. Người kia cảm thấy được tôn trọng và an toàn khi ở bên bạn của mình. Ngược lại, nếu một trong hai người không chân thật, luôn nói dối hoặc giả tạo, mối quan hệ đó sẽ sớm trở nên căng thẳng và dần tan vỡ. Chân thật cũng là nền tảng cho tình yêu và hôn nhân bền vững. Khi cả hai vợ chồng sống đúng với nhau, chia sẻ mọi suy nghĩ và cảm xúc một cách chân thật, họ sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Những hiểu lầm nhỏ sẽ không còn là vấn đề lớn, và mối quan hệ sẽ trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Sự chân thật và xã hội hiện đại. Trong xã hội hiện đại, chúng ta đối mặt với nhiều thử thách khi nói đến việc sống chân thật. Áp lực từ công việc, mạng xã hội, và các mối quan hệ xã hội khiến chúng ta dễ bị cuốn vào những lời nói dối hoặc hành vi giả tạo. Chúng ta có thể giả vờ là người khác trên mạng xã hội, để được người khác khen ngợi. Chúng ta có thể che giấu những suy nghĩ thật của mình tại nơi làm việc, để không bị phê phán. Nhưng tất cả những điều này chỉ mang lại cảm giác tạm thời và thường khiến chúng ta cảm thấy bất an hơn. Sống chân thật không có nghĩa là phải thể hiện mọi suy nghĩ của mình cho người khác, mà là luôn giữ vững sự thật trong tâm trí. Không cần phải giả vờ, không cần phải lừa dối. Đó là cách chúng ta tìm thấy sự tự do và bình yên trong cuộc sống. Giá trị của chân thật trong đời sống. Chân thật là một nguyên tắc sống cơ bản, không chỉ giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác mà còn giúp chúng ta tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Khi chúng ta sống đúng với sự thật, chúng ta không cần lo lắng về việc bị phát hiện hay bị phê phán. Chúng ta có thể đứng vững trước mọi áp lực của cuộc sống, bởi chúng ta biết mình đang sống đúng với nguyên tắc đạo đức và lương tâm. Sự chân thật không chỉ là một giá trị đạo đức, mà còn là con đường dẫn đến hạnh phúc và an lạc. Hãy sống chân thật với chính mình và với người khác, và bạn sẽ cảm nhận được sự tự do tinh thần và niềm vui từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống. Tủ sách áo lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 12 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho tủ sách áo lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 13 phẩm song yếu.